Có đứa bé nhỏ này, nhỏ lắm, mà khi nó sinh ra đời người nó hôi, trên thành phố nó là hôi như con chuột, hôi rình. Vậy mà từ khi mẹ nó nghe được pháp môn niệm Phật, cái đeo máy niệm Phật nó suốt luôn vậy đó. Đeo máy niệm Phật, mẹ niệm Phật, gặp những đức khuyên kêu đeo máy niệm Phật, rồi mẹ niệm Phật, niệm Phật hồi hướng cho cháu, rồi cháu nghe máy niệm Phật suốt luôn. Vậy mà thời gian người cháu hết hồi. Hồi đó ẩm đến lần đầu hôi dữ lắm, mà mỗi lần mà mẹ nó nói ẩm, nó đến chùa gặp quý thầy là nó ưa, cứ nói vậy nè: thầy ơi, thầy đi ngủ đi thầy. Nó gặp cái thầy là nó kêu: thầy ơi, thầy đi ngủ đi. Thằng này nó ngủ kìa, chắc là nghĩ người xuất gia ngủ lắm hay sao, nhiều đời nhiều kiếp biết nó là ai mà kỳ cục. Gặp người xuất gia là mẹ nó là kỳ lắm, mỗi lần ẩm đến chùa gặp cái thầy là kêu: thầy ơi thầy, mà nó kêu mặt nó ngủ lắm: thầy đi ngủ đi. Nó gặp người xuất gia là ý nó đừng, nó không muốn cho người xuất gia đến gần nó, mà nó kêu là: với thầy, thầy đi ngủ đi thầy, thầy đi ngủ giùm con với thầy. Xong mẹ nó ẩm đến gặp những đức, mẹ nói là thằng nhỏ này nó kỳ lắm thầy, mỗi lần nó gặp thầy nào là nó kêu thầy đi ngủ không à, không biết nó gặp thầy nó có kêu thầy đi ngủ không. Vậy thầy thông cảm nghe, tại vì hồi đó giờ vậy đó, nó gặp cái thầy là kêu cái thầy đi ngủ không à. Rồi xong rồi nó vừa gặp những đức, nhưng nó chưa được kịp nói thì những đức biết là thằng này nó kêu mấy thầy đi ngủ. Thì những đức vừa gặp nó, những đức nói: con là đây niệm Phật con. Thì vừa nó vừa những đức, những đức vừa nói gì nó quay lên: A Di Đà Phật. Cái nó đâu có nói được kêu thầy đi ngủ đâu. Cái thầy khác là gặp nó chậm hơn nó, nên nó kêu thầy đi ngủ đi thầy, thầy đi ngủ giùm con đi thầy. Mấy ông thầy kia hết hồn, nói: trời trời, sao nó kỳ, sao nhỏ này kêu thầy đi ngủ, ông thầy không nói được gì. Còn vừa gặp những đức nói: con niệm Phật đi con. Ngước lên nó nhìn mình, niệm ai với đạo Phật, niệm câu đó xong đâu có nói được kêu mình đi ngủ được đâu. Để có vật hiệu nó giải cái tâm, kêu người ta đi ngủ. Nó gặp thầy cao thủ. Hiểu không? Rồi nó không kêu được. Rồi bắt đầu như đức á, đeo cho nó cái máy niệm Phật: từ hôm nay con đeo máy niệm Phật nghe không, rồi con sẽ được tốt, rồi mẹ niệm Phật với con. Vậy đó mà nó thích cái món quà đức tặng cái máy niệm Phật. Rồi xong mà mẹ nó cùng niệm Phật này kia, thời gian người nó hết thôi. Thấy không? Rõ ràng chưa? Phải cảm ứng không? Vậy thì mình trai hay gái vậy chứ, nếu mình sinh ra đời có những người mình mồ hôi nó hôi, có mà mồ hôi, nhưng mà có loại, nhiều loại mồ hôi lắm. Có mồ hôi thượng, có mồ hôi chung, có mồ hôi hạ. Mồ hôi thượng là cái dạng mình có phước, tuy là nói mồ hôi nhưng nó không hôi gì mấy. Mồ hôi chung là phước chung, nên mồ hôi của mình nó hơi hôi hơn mồ hôi thượng. Còn mồ hôi hạ là cái dạng hôi nách cao thủ. À, hồi xưa những đứa ngoài đời giống như quen cái nhỏ bạn này là quen bạn bình thường, lâu lâu ngủ cà phê chơi vậy thôi. Mà trời ơi, mỗi lần mà đi lỡ quán cà phê là mình nhìn hướng gió, mình nhìn hướng gió không à. Mình kêu nó: thôi em ngồi hướng này đi, mình lên trên gió mình ngồi. Tại vì nó ngồi trên gió mình chịu không nổi. Có khi mình uống cà phê mà không nghe mùi cà phê. Thì con nhỏ này là nó hôi vì cái dạng bạc hạ. Mồ hôi bạc hạ, hôi kinh khủng. Mà nó hôi có mùi khét. Họ nghe nó hôi có mùi khét. Đó. Rồi
Có những người chúng ta sinh đến cuộc đời này, tự nhiên á, cái hơi của mình hôi lắm. Lời nói ra, miệng rất là hôi. Hôi kinh khủng luôn. Ngày xưa những đứa quen một cái anh chàng này, anh hôi không tưởng tượng được. Mỗi lần ngồi xe hơi chung á, mà anh nói chuyện thì anh phái quay vô mặt những đứa không. Anh không biết điều đó. Anh không biết ảnh có cái bệnh đó. Thì mỗi lần nói chuyện cứ quay vô mặt mình không, tại anh thích mình quá. Nói chuyện là cứ quay vô mặt mình. Mà mình ngồi với anh 2 tiếng đồng hồ xong là giống như là tiểu tiện gì mình cũng không biết. Tại vì nó kinh lắm. Mà cái mùi đó không phải là cái mùi của răng hay là đánh răng không sạch gì đâu, không phải. Mà cái mùi đó là gọi là mùi túc nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp. Mà mình là những chúng sanh đã từng chịu khổ uống nước đồng sôi ở trong tam đồ ác đạo. Nước đồng sôi đổ một cái là nó vô miệng là nó lọt ra hết. Mà nó đổ vô miệng mình, nó đổ hoài. Rồi mình đã từng là những chúng sanh trong tam đồ ác đạo. Bây giờ sinh đến cõi đời nó còn cái túc căn túc nghiệp. Nên nói chuyện ra cái tiếng nó hôi kinh lắm. Không có dùng cái loại thuốc nào mà có thể giải quyết được vấn đề của mùi thối đó chứ. Nó thối kinh lắm. Nó thối còn hơn nhà cầu. Nó thối của túc nghiệp mà nhà cầu ăn thối gì. Cái loại túc nghiệp là nó thối kinh lắm. Nó mà nhiều người nữ mà người ta chịu thua luôn. Chồng bỏ luôn. Tại vì nó hôi quá. Vừa ôm vợ một cái là nó thở một cái thôi. Mà lúc đó có cái chú này ông cư sĩ, mà ông gặp tình trạng cứ nhà người vợ đẹp mà vợ có cái bệnh hôi miệng, hôi không tưởng tượng được. Ông nói là mỗi lần là ôm vợ cái thôi, nó thở một cái thôi, giống như là ông quên hết trời chăng bây giờ, không còn biết cái gì nữa chứ. Nghĩa là nhìn vợ thì đẹp, thích, là ôm vợ cái thôi, nó thở một cái. Nó bây giờ mình không cho nó thở thì nó chết. Mà nó thở một cái thôi là tự nhiên ông say sẩm. Ông nói là thật sự với thầy, nghe thầy giảng con mới thấy sợ. Thì ra vợ con túc nghiệp túc căn lớn. Nó thở một cái thôi là con quay 3 vòng. Nó khỏi cần đụng đầy, khỏi cần quýnh con. Chỉ cần mà nó thổi hơi vô mặt con là con dội. Sao kỳ vậy chú? Ôi, âm thanh nó đang giảng ông ý để chỉnh chờ. Hôm nay bị sản. Quên mất tiêu chỗ nào. Tần số đang ngon kia là mắt tần số. Giờ tôi lấy la bàn tôi gà lại. Đến công đoạn mà trời ơi. Mà vợ mà thở một cái mà ổng quay 3 vòng. Ổng nói con lần mà nó hôi đến mức mà ổng dội vô cái tường, sưng cái đầu nguyên cục. Rồi xong nó mua thuốc về rồi nó xức. Ổng nói thôi để tôi xức nha. Bà mà xức tôi chắc thêm cục nữa. Thì vì biết rằng cái túc căn túc nghiệp nó hôi thối cỡ nào chưa. Nhớ nha, cơ thể nói chuyện, tất cả những cái hôi thối này không phải người đó ở dơ. Cái người ở dơ nó hôi theo kiểu người ở dơ là hôi chua một chút thôi, không đến nổi. Nhưng mà cái hôi này là cái hôi của túc nghiệp túc căn mà chúng sanh ở trong tam đồ ác đạo ra, nghiệp quá nặng nên cái mùi hôi thối kinh. Thấy không? Như vậy đó. Mà cái người mà bạn mà nhận Đức nói đó, ông niệm Phật 3 năm sau miệng ông hết hôi thối. Hết hôi thối luôn. Mà cả đây lão qua từ Tịnh Không thì cũng nói luôn. Ngài nói ngày hồi xưa còn trẻ, ngài nói ra cái hơi hôi dữ lắm. Hôi dữ lắm. Nhưng ngày niệm Phật sau này hết chưa? Đâu. Nên Ấn Tổ ngài nói niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Niệm lâu lâu ngày
sẽ chuyển được phàm tâm đó. Nên niệm Phật có thể chuyển được cái nghiệp từ mồ hôi, hôi nách rồi hôi miệng, đều là niệm Phật nó chuyển hết trơn. Nó khỏe cho mình dữ lắm à. Rồi có cái người này mồ hôi họ ra là hôi nhớt. Mồ hôi mà nó nhớt 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 nhớt, mồ hôi mà nó ra mà đến nỗi mà áo là móc hết, hư áo hư đồ hết luôn. Vậy mà khi gặp Pháp Môn Tịnh Độ niệm Phật, sau này mồ hôi nó chảy ra không còn nhớt nữa, mồ hôi bình thường luôn. Phải rõ ràng, niệm Phật cảm ứng không? Đó, nhiều lắm, rất là nhiều cái niệm Phật cảm ứng. Còn có cái ông này, ông làm chồng mà bà vợ biết niệm Phật, nghe không? Ông này thì ông có chịu niệm Phật mà vì quá thương vợ. Thì vị biết rằng là khi mà ông đi buôn bán ở xa mà ông về đó, là bà vợ nói rằng ra cái hiệu dễ biết đó là ông gõ vào cái cửa làm sao đó, tiếng sắt kêu lên, rồi ông niệm Phật 10 câu bà mới mở cửa. Thì bà vợ kêu chồng vậy thì chồng làm vậy thôi, ông đâu có chịu niệm Phật mà ông làm vậy thôi. Vậy mà khi mà ông đột quỵ, ông chết bất đắc kỳ tử, ông đọ ở trong chảo dầu, ông bị hành ngục khổ đau vô cùng. Thì đang bị hành ngục, vừa chết đọ liền, là bị hành liền vậy đó, vừa chết đọ xuống hành liền luôn. Thì bắt đầu là mấy cái hình cụ mà với âm phủ nó đụng lại nhau sèn 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 á. Ông nhớ đến là gõ vô cửa sắt, niệm 10 câu Phật hiệu. Vậy mà ông nhớ đến niệm 10 câu Phật hiệu, ông vừa niệm lên câu Phật hiệu cái thôi là tự nhiên ông hồi dương, ông sống lại. Tại vì ông niệm Phật không phải cầu sáng sanh, mà ông là văn danh. Văn danh thôi chứ không phải là cầu sanh cực lạc. Nếu mà lúc đó mà ông mà cầu sanh cực lạc là Phật A Di Đà rước ông. Nhưng ông lúc đó ông chỉ niệm Phật thôi. Vậy mà ông hồi dương sống lại. Ông vừa sống lại cái là ông nói từ bây giờ là ông sẽ thành tâm ông niệm Phật. Vì chính ông niệm Phật cảm ứng được sống lại. Đó. Nhiều câu chuyện cảm ứng lắm. Cái cô này ở ngoài miền ngoài, gia đình chín chị em gái, chín chị em gái, mẹ đồ này coi luôn là biết tu hết. Ngày nào cũng nghe Pháp mình giảng, những buổi giảng này bà cũng đang nghe. Thì vị biết rằng là cô kể câu chuyện nè, cô niệm Phật, ban đầu chồng rất cản, cô niệm giết chồng đỡ cản, đỡ cản. Rồi một lần chồng đi chơi, đi ăn nhậu dịp Tết gì, tự nhiên cái ông đơ người hết, thở hết được như gần chết, như gần chết luôn vậy đó. Thì quý vị biết rằng là cô kê vô lỗ tai ông, cô nói: anh ơi, anh niệm Phật đi, anh cầu sanh cực lạc đi, gia đình có gì em lo hết cho. Bây giờ anh yếu lắm rồi, bây giờ cùng niệm Phật với em đi. Thì ông lúc đó ông chịu niệm Phật. Thì ông vừa phát âm ông niệm Phật lên, bà hộ niệm. Thì ông nói rằng sao mà ai cầm cái chống là ngay cái lỗ tai ông đập quá trời. Thì quan gia ghê chưa, vừa niệm Phật cái là đem chống nữa đập vô lỗ tai, tung 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 tung. Nó làm gì đó, nó đập cái kiểu đó là sao niệm Phật. Rồi xong cái ông nói: ai mà đánh chống vô lỗ tai tôi dữ quá. Cái là bà nói: kệ, ông cứ niệm Phật đi. Ông niệm lên cái nghĩ đánh chống, bắt đầu tiếp tục. Tại thường ngày ông quýnh bài, cái tự nhiên cái ông thấy người ta đông dữ lắm, cầm bài lên xẹt 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 giống như vua cờ bạc trước mặt ông. Ông nói sao mà giờ này nó đem bài lỡ, nó quýnh bài, nó gọi tôi quýnh bài quá trời luôn. Rồi cái bà nói: ông cứ niệm Phật đi. Ông niệm lên cái mấy thằng quýnh bài mất tiêu hết. Xong tiếp tục ông đá gà, xong cái tự nhiên nó đem gà lại trước mặt ông, đá gà kịch 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 kịch, đá gà quá chặt luôn. Ông nói sao đem gà lại đá nó rồi kìa. Cái bà nói: kệ, niệm Phật đi. Niệm Phật lên mất tiêu mấy gà. Rồi cứ thành tâm niệm Phật, chị em tập trung là hộ niệm cho ông. Vậy mà ông thoát chết. Từ đó sao ông niệm Phật luôn.
Đó là cái chuyện hiện đời không có nghe, hiện đời không á. Còn cái chuyện trong sách, sách vở để lại là cái ông này họ Vương, ông mà bị cà lâm. Cà lâm để bị biết rồi. Ví dụ mỗi lần kêu mình đi, kêu Liên Bạch, ví dụ thì cái Liên Bạch vậy đó. Giống như ở trên chùa Quan Âm, những đức có ông huynh đệ ông cà lâm mà ông làm tượng Phật, mà cũng quế này những ăn, cũng quế này những ăn luôn. Ông cà lâm kinh khủng lắm, mỗi lần mà ông gặp những đứa mà ông kêu cái tiếng sư huynh mà ông kêu mà mình đói bụng, cái sư huynh nước miếng văng tùm lum. À, tại vì cái mà được thường là cái người ta gặn ta nói nước miếng phúng rồi. Còn cái chữ sư huynh là đạm văn nghe. Bởi nhiều lần mình gặp trường hợp đó giết, mỗi lần ổng cái là mình quay chỗ khác. Kinh khủng không? Như vậy đó mà bây giờ ổng ngồi ổng tụng kinh, tụng kinh luôn, dẫn chúng tu luôn. Ngộ ghê không? Còn cái người họ Vương kia thì cà lâm niệm Phật, ngủ ban đêm tự nhiên có người là kéo cái lưỡi ổng la lên một tiếng, thức dậy hết cà lâm. Cái đó là câu chuyện trong sách rõ ràng. Tại sao này ông niệm Phật biết bây giờ giảng sanh luôn. Còn cái ông cà lâm này thì chưa giảng sanh, còn sống. Là rõ ràng. Bữa đó những đức bấm lên trên chùa Quan Âm thấy rõ ràng là ông ngọn tụng kinh, cầm khánh đánh Phật A Di Đà thân kiếp sắc tướng tốt quang minh tự trang niệm. Tụng kinh luôn quý vị. Cả lâm mà giờ tụng kinh luôn. Thấy không? Kinh chưa? Đó. Cả lâm mà giờ tụng kinh dẫn chúng luôn. Như vậy thì tất cả những cái bệnh đau trong cái cuộc đời này, nếu ai mà chí thành chân thật mà niệm Phật, mà nhớ cầu sanh cực lạc á. Cầu sanh cực lạc là hay nhất. Có nhiều người nói, thầy ơi, cầu sanh cực lạc rồi nó chết thì sao? Không có, tầm bậy. Có người mà niệm Phật cầu sanh cực lạc, tuổi thọ nó kéo dài ra thêm, sống thọ thêm. Còn nếu như thọ mạng nó đến thì Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Còn thọ mạng mà còn thì tiêu nghiệp hết bệnh. Nên cả mấy đứa nít này nè, niệm Phật nó có cảm ứng nhiều lắm các con. Nó thông minh lạ thường. Các con thấy những đức giảng bài có ghi sẵn đâu, con thấy không? Lên ngồi là giảng kịch liệt luôn, nói chuyện kể từng câu chuyện luôn. Có ghi sẵn gì đâu, đúng không? Nếu như mà các con niệm Phật là các con sau này thông minh lắm á. À, mà có duyên đó. Nhất là con nít này niệm Phật là cảm ứng lắm. Tại vì cái tâm nó trong sạch, tâm trong sạch nó, nên các con siêng năng niệm Phật. Cái phước báo niệm Phật lớn dữ lắm. Chỉ cần mà cái tâm nói giờ con niệm Phật, con ở đây con niệm Phật, con hồi hướng, con cầu an cho cha mẹ con. Trong dịp hè con đi đến đây, con niệm Phật, con hồi hướng, con cầu an cho cha mẹ con. Chỉ cần cái tâm này thôi, cái phước của các con lớn, cực kỳ lớn luôn. Cái phước lớn dữ lắm. Hồi nãy giờ nghe những đức kể bao nhiêu câu chuyện, niệm Phật cảm ứng thấy chưa. Còn cái bà này á, bà bị mang thai, bị mang thai. Bà này bị mang thai. Bác sĩ khám là hai đứa con của bà là bị giống như người mà lục căn thiếu, kêu bỏ đi. Bà hỏi hai đứa chết chưa, còn sống. Thôi còn sống thì không bỏ. Nó không, bà sau này bà sanh này bà khổ lắm, giờ nó dị tật. Bà nói thôi tùy duyên, bây giờ nó đến nó chưa chết mà bỏ nó tội nghiệp nó. Bà thành tâm mà niệm Phật với bà niệm Quan Âm Bồ Tát, chân thật niệm luôn. Sau này đẻ ra thằng trai đương gái, hai đứa đẹp thiệt đẹp luôn, không bị chút tật nguyền gì hết. Ghê. Cho thành phố bây giờ hai đứa lớn lắm, mười mấy tuổi đó. Một đứa tên Đông Nghi, một đứa Gia Hưng. Rõ ràng niệm Phật cảm ứng thù thắng chưa?
Đó. Nên mỗi một con người mình xấu mà niệm Phật giết từ nó còn đẹp mà. Xấu niệm Phật từ từ giết nó đẹp đó. Chùa mình cũng nhiều người xấu lắm, như những đức là số một xấu. Niệm Phật giết mà còn có được. Hô, niệm Phật giết đỡ hô. Mớp, niệm Phật giết đỡ mớp. Lùng, niệm Phật giết đỡ lùng. Ừ, giỡn đâu, niệm Phật giết nó cao lên đó. Cái công đức niệm Phật lạ lắm. Như cô Nhật ngày xưa bà lùng dữ lắm, và bây giờ bà cũng còn lùng mà cao hồi xưa. À, quý vị coi phải quay phim, bây giờ người trong chùa này ai cũng sáng sủa rõ ràng không? Mà ai sống cũng vui, cái niệm Phật nó vui nữa chứ. Vừa vui vẻ vừa an lạc, mà vừa còn có phước báo, nhiều cái cảm ứng thù thắng. Đặc biệt vì coi cái lượng người trong chùa 650 người, bên kia hơn 1.000 người. Một ngày chùa khoảng 1.800 người. Vậy mà cuộc sống ăn uống này kia đầy đủ. Chùa mớ, mỗi điểm chùa chúng ta như chùa mớ, mua một xe rau 2 ngày sạch nhất. Một xe rau 2 ngày còn có trái bầu. Với còn nguyên đóng vỏ. Hồi chiều sư cô điện thoại qua xin mua thêm. Như Đức nói, ôi trời mới mua đây mà. Nó dạ hết trơn rồi thầy, nay còn có trái bầu. Như Đức nói, giờ này còn có trái bầu. Vậy ngày mai kho gì? Bà nói mai kho đồ hũ không? Với lấy trái bầu bầm ra làm canh. Mà bà nói ngộ ghê, ai vô chùa cũng ăn ngon dữ lắm. Thấy không? Là nhờ cái gì? Công đức niệm Phật, đúng không? Đó. Hai ngày một xe rau nhiêu? 7 triệu. Một tuần lễ ăn rau mấy chục triệu. Thì kinh chưa? Một chùa nghe, một chùa. Còn tính ba chùa thì nhiêu? Tính ba chùa thì một tuần, một tuần bèo bèo cũng 50-60 triệu. Kinh chưa? Cái này mà tiền từ khi là Phật chuyển xuống, nó rõ ràng chưa? Vậy đó mà sắp sửa hết tiền là có người cầm tới. Rõ ràng cái câu nhiệt tình thương chúng sanh, Phật Bồ Tát thương ông. Vì người ta mà, đúng không? Đó. Nên người trong chùa phải nắm chắc câu Phật hiệu siêng niệm Phật. Tu ra thờ tu cái là cầm máy bấm số liền. Cầm máy bấm số này nè. Ít những người nhiều chuyện tìm mình. Mình biết bạn nhiều chuyện chuẩn bị đến tìm. Mình đang ngồi cái ghế mà thấy bạn nhiều chuyện lết đến là mình đưa cái máy bấm số lên. Ai về đạo Phật? Ai về đạo Phật? Ai về đạo Phật? Ai về đạo Phật? Có bà kia bà nói cũng không đơn giản đâu thầy, niệm yếu yếu là nó giáp lá cà. Bà nói con lần bà ngồi bà nghe lời những đức, bạn nhiều chuyện be đến, xong bà đưa cái máy là bà bấm ai về đạo Phật, bà niệm nhẹ nó lết lại, bà niệm ai về đạo Phật nó lết lại nữa, bà nói sau nay nó không đi mà nó lết lại kỳ trời, xong bà niệm ai về đạo Phật, 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 A di đà 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 Phật. Bà nhìn lại nó ra tới cổng chùa. Kinh khủng không? Bà nói rằng cái lúc mà bà niệm mà bà nhìn nó là nó không đi. Nó nghĩ rằng là bà niệm nhưng ngủ nó đến. Bà niệm A di đà Phật, nó nhìn nó. A di đà Phật, nhìn nó be là be be là. Bà nói kiểu này là niệm không thấm. Bà chơi liền, bà đưa cái máy cao lắm làm A di đà Phật, 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 A di đà Phật. Bà nhìn cái ra tới cổng chùa. Bà thấy không? Bạn nhiều chuyện mà cũng mà dùng công lực một chút mới giọt, thấy không? Đó, niệm yếu yếu là nó sắp lá cà. Giống bà Thượng Tịnh Không ngày kể câu chuyện. Mà cái bà này bạn đi mới niệm Phật là con quỷ đến. Câu chuyện này rõ ràng 100% mà tưởng được không? Nghe kể luôn. Con quỷ đến.
Xong á, bởi vì ai mà sợ ma nhớ niệm Phật nghe. Ai sợ ma nhớ niệm Phật nghe. Dù như bằng đêm mình ngủ nguyên nhóm nít vậy nè, mà gió nó thổi cái miếng sáo mà hình á, ngay trong cửa sổ mà nó gõ bon 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 là lúc đó mà mình chưa ngủ mình làm nè, ai gì đà Phật, 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 là chút mình ngủ mất tiêu, hiểu không? Đó thì cái bà này bằng đi, bà ngồi bà niệm Phật, bà đang niệm Phật gì, niệm chút hôn chậm á, ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, tự nhiên xuất hiện cảnh giới mà nghiệp quan gia, nguyên một con quỷ tóc dài ban đến, nó hả cái miệng ra sáp lại, sáp sáp lại, sáp 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 lại, mà chắc chắn cái bà này có công phu niệm Phật, có công phu niệm Phật, nó hiện từ tâm ra mà, có công phu niệm Phật sáp lại. Xong bà mở mắt ra, bà thấy một cái bà đang gì, bà đi không hôn chậm gì yếu quá. Tự nhiên mở mắt ra thì thấy nó đứng ngay vô cái máy quay phim kế bên luôn. Bà đừng có trách đâu, bạch có gì đó. Đứng ngay cái máy quay phim luôn. Tóc dài, miệng hả ra nanh hai bên. Làm nè. Xong á, bà ai vậy đạo Phật, ai vậy Phật, nó sáp lại, bà niệm yếu quá. Sáp sáp sáp. Sáp sáp sát bên luôn, còn chân thước à. Lúc đó bà không để ý nó luôn, bà nhắm mắt lại. Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Niệm quá trời niệm luôn. Niệm một phát thấy nó xa 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 ra, mấy thước xa ra. Xong cái bà niệm yếu lại, sáp 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 lại. Niệm mạnh xa ra. Bà niệm mạnh chút niệm hết nổi rồi. Yếu lại cái nó sắp gặn. Sắp gặn làm xong bà ai với đà Phật, ai với đà Phật, ai với đà Phật, ai với đà Phật. Vậy mà bác kể cho đại lão Hòa Thượng Tịnh Không còn tại thế nghe rằng là có khi mỗi đêm cả đêm như vậy mà giằng co với nghiệp quả gì đó, ghê không? Đến lúc mà bà niệm đến lúc rồi nó đi mất tiêu luôn, thấy chưa? Thì thấy cái công đức niệm Phật không? Đó, cái công đức niệm Phật giúp cho mình bình tĩnh. Chứ gặp mình khỏi cần niệm, mình đứng lên mình la làng mình chạy. Bà này cũng là quá cao thủ luôn á, bà dùng dằn với con quỷ. Chứ gặp mình mà ta vừa gặp cái thôi bye bye chào quỷ tôi chạy. Nói chi nữa giờ, nếu mà vậy thì nó xuất hiện chi? Tại người này không có bản lãnh gì để đến đây làm gì, hiểu chưa? Ví dụ như mấy đứa nít này đến làm gì? Nít nôi mà, ai mà đi chơi với nít, hiểu không? Cả ma quỷ người ta cũng lựa người có bản lãnh ra chứ, chứ không ai mà đi lựa mấy đứa nít làm chi. Nên mấy đứa nít yên tâm đừng có sợ con, hiểu chưa? Đó thì quý vị biết rằng là vậy đó mà ta niệm Phật gian ra cái công đức niệm Phật lớn chưa. Nó còn có cái ông này, ông nói ông ngủ ông nằm mơ nha, ông nằm mơ mà ông thấy, mà nhiều người mình ngủ nằm mơ mình thấy rõ ràng mà. Ông thấy cái ông đó lạ quắc là quơ cầm một con dao bự còn hơn cái gì nữa. Con dao bự kinh khủng luôn. Ông nói không biết cái người gì mà chợ là chợ nó bự mà nó cầm con dao bự kinh khủng. Vì biết rằng người đó người ngoài hành tinh. Bây giờ mình trong mơ mình đã từng kết nghiệp nhiều chúng sanh, thì cái người này ngoài hành tinh hoặc là loài quỷ mị gì. Tự nhiên bự kinh khủng, ông nói bự còn hơn cái gì nữa. Mà cầm con dao to thiệt là to, dở con dao lên mà chân đạp 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 ổng ở dưới cái chân á, dậm 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 mà ổng dậm ổng né, dậm ổng né. Cuối cùng ổng thấy cái mồi là không được rồi. Cuối cùng ổng sao phải không? Tự nhiên ổng nhớ ông mình là người niệm Phật mà ta. Cái này mới ghê nè. Cái quan trọng là nhớ lên mình là người niệm Phật mà ta. Vậy đó nghe mà ổng niệm lên A Di Đà Phật. Hồi lúc đó niệm chậm cái này vẫn dậm chết queo. Thấy không? Ai với đà Phật, ai với đà Phật, ai với đà Phật là tức khắc mất tiêu. Mất tiêu liền. Nhưng Đức nói quý vị gặp một cái ác mộng gì cũng vậy,
Quý vị chỉ cần niệm A Di Đà Phật là mắt tiêu liền, trở lại bình thường liền, 100% luôn. Còn nếu như quý vị mà không niệm là quý vị theo giấc mộng nó mệt kinh khủng luôn, nó lưỡng lắc theo cái giấc mộng nó mệt kinh khủng mệt luôn. Chứ quý vị biết à, nên từ nó đó câu Phật hiệu nó giải quyết tất cả vấn đề của cuộc sống nhân sinh, và nó giải quyết được vấn đề sanh tử cuộc đời luôn. Vì thấy thù thắng cỡ nào chứ. Bữa nay là nói chuyện với vị là kể gì niệm Phật cảm ứng không đó, cho đại chúng của mình nó hưng khởi cái tâm niệm Phật. Niệm Phật tăng phước báo, niệm Phật tăng phước báo. Chính cuộc đời những đức nè, những đức từng nói về sanh ra đời nó nghèo sơ nghèo xác, nghèo còn hơn con cá thác lát, quá nghèo luôn, nghèo mà thèm chuối không có trái chuối ăn, nghèo mà mình mấy còn nó ghẻ. Cái lúc mà mình thiếu phước nghe, vừa thiếu tiền, nghèo mà còn lát ghẻ đầy mình hết chứ. Những đức nói câu này chắc chắn trong đây có những người tu mình ở đây nè, thì mình để ý đi. Ngày xưa có những lúc mình nghèo ốm xấu mà còn có lát ghẻ hôi luôn, đủ chuyện vậy mà niệm Phật chuyển hóa hết luôn. Bây giờ quý vị, những đức hỏi quý vị nè, nếu như những đức không có tiền thì sao những đức lo cho cái số lượng đông quá vậy? Một ngày bao nhiêu tiền mà vẫn có tiền? Có phước mới có người cúng, không có phước ai cúng. Mà có phước là từ đâu? Niệm Phật, đúng không? Mà vì sao niệm Phật có phước? Cái tâm nó an, cái tâm nó an. Mà khi tâm nó an rồi đó nghe, tất cả việc mình thành công hết chưa? Tâm an là việc gì cũng thành công. Mà tâm an là không có buồn giận nghe. Cái tâm mà an rồi cái gì cũng tha thứ được chứ. Mà phước nó báo nó, phước báo nó sanh từ ngay cái chỗ tâm an. Còn cái tâm mình sân si là nó chặn phước của tự tánh. Còn khi tâm an là tự tánh phước sanh ra 100% luôn. Con người mình là trong tự tánh đầy đủ hết trơn á, trí tuệ thông minh phước báo năng lực cái gì cũng có. Nhưng mà do cái tâm bất an, cái tâm sợ hãi, cái tâm phiền não chặn lại hết, chặn lại chặn lại chặn lại. Nhưng mà khi an tâm từ niệm Phật an tâm á, là phước báo mà nó tăng lên, là từ tự tánh nó đổ ra. Mà càng phước báo thì càng thu phước. Mà ngay cái tâm an á, mà cái tâm an là cái chỗ rất quan trọng. Quý vị nhớ nè, nếu như chúng ta là người thật sự cầu sanh cực lạc thì không có tính toán với chúng sanh. Nếu thật sự muốn giảng sanh thì không có tính toán với chúng sanh nữa, không có tính toán cái chuyện hơn thua với họ nữa. Càng ngày mình sẽ giảm tối đa luôn. Vì sao? Vì mình muốn giảng sanh. Mình muốn giảng sanh mình đâu có muốn tính toán với chúng sanh nữa đâu. Nên mỗi một con người mình tu hành niệm Phật này phải nhớ nè, mục tiêu của mình là sanh cực lạc. Nên tất cả những cái gì trong cuộc đời này, mình mục tiêu là gì? Sanh cực lạc. Sân si mình cũng A Di Đà Phật, sanh cực lạc. Vui mình cũng A Di Đà Phật, sanh cực lạc. Bệnh đau mình cũng A Di Đà Phật, sanh cực lạc. Có nghĩa là mọi mặt đều quy về cái cầu sanh cực lạc thì tức khắc tâm an. Tâm an liền. Đó. Nên rèn được một cái tâm an là một cái gì cực kỳ quan trọng. Rèn cái tâm an là quan trọng lắm. Nên có một câu nè, tha thứ cho người là hạnh phúc nhất. Chỉ cần mang một tâm tha thứ là hạnh phúc nhất. Còn chỉ cần mang cái tâm không tha thứ là phiền não nhất luôn. Đó. Mình tin sâu nhân quả, cái gì mà mình không tha thứ? Gieo nhân gặt quả, làm gì mình không tha thứ? Ví dụ như bây giờ tất cả các bé nhỏ đây đi, mẹ cha mình la gầy mình, chửi mắng mình cỡ nào mình cũng không bao giờ dám buồn trách. Vì cái tâm buồn trách là cái tâm tổn phước, tổn đức. Mà cái tâm buồn trách là cái tâm phiền não 100% luôn. Đó. Thí dụ như có đứa bé này đi, mẹ cha nó sinh nó ra xong bỏ nó luôn. Từ đó về sau nó hận cha mẹ nó. Nếu cả đời các con mà hận cha mẹ vì cái việc này là cả đời các con ngóc đầu lên không nổi. Mình cũng đã từng bỏ cha mẹ mình trong đời kiếp nào. Đời kiếp này người ta sinh mình xong người ta bỏ mình. Thì bây giờ mình nghe Phật pháp rồi, hóa giải cái tâm hận thù, đừng hận thù nữa. Nhớ, đừng có hận thù nữa. Mỗi một con người sanh đến cuộc đời này có nhân có quả. Bây giờ người ta không nuôi mình thì người ta cũng có công sanh mình, cũng mang trong bụng 9 tháng 10 ngày. Mình gặp lại mình vẫn nuôi dưỡng bình thường, chứ mình không có cái tâm hận cha mẹ của mình.
tuyệt đối không có tâm hận cha mẹ. Một con người mà có tâm hận cha mẹ hay hận ai là quý vị không bao giờ tăng phước được, mà chắc chắn quý vị là đọa tam đồ ác đạo. Cái tâm sân hận là cái tâm đọa tam đồ ác đạo, nhớ nghe. Rồi con nó ngộ nghịch, nó chửi mình còn hơn cái gì nữa. Không có hận, hận là tăng phước, ý hận là tăng nghiệp của nó lộn. Hận là tăng nghiệp, nói câu mà lộn mà cũng mắc cười. Hận là nó tăng nghiệp, nó tiêu phước mà nó tăng nghiệp, nhớ. Bây giờ trong đây có ai mang cái tâm hận người nào không? Đưa tay lên coi để cho nó tiêu cái nghiệp. Đưa tay lên đi. Nếu mà có hận ai trong lòng đang buồn giận ai đó, đưa tay lên cao lên. Đưa cao lên. Ừ. Đưa cao lên. Đưa cao lên để hoài vậy đó. Mấy đứa nít nó nhiều quá trời con nít mà sao nó buồn giận dữ cái trời. Người lớn trong chùa mà có mình bà thoát rồi. À, đưa tay, đưa cao lên con. À, đứng lên. Đứng lên nó mới tiêu nghiệp. Đứng lên là sám hối đó nghe. Ừ. Đứng lên để chân thật, nhiệt tình. Mấy nhỏ cho đứng lên đó con, coi mặt mày kỹ cái nè. Ừ. Nó không dám đứng lên, nó đưa tay cao. Nó thấy chưa? Rồi để tay đi con. Mang một cái tâm buồn giận là sạch phước báo, mà tương lai đọa tam đồ ác đạo. Bây giờ từ hôm nay còn buồn giận người ta nữa không các con? Không, đúng rồi. Buồn giận là đọa tam đồ ác đạo. Đọc một cái câu chuyện này. Có cái bà này, bà hận con bà. Bà hận con bà. Mà ông thầy đến, ông khuyên cỡ nào khuyên bà vẫn hận con bà. Quý vị biết rằng là cái ông thầy này, ông tu, ông chứng được ngũ thông, chứ chưa có đến lục thông. Lục thông là bà A-la-hán. Hôm nay đạt được ngũ thông. Thì khi bà này bà chết đi, thì ông thầy này nói rằng bà cụ đó thác đi, nói với mấy đứa con là biết bà sanh đi đâu không? Bà sanh vào địa ngục, tại bà sân hận nên bà sanh thẳng vào địa ngục. Vị thầy này có ngũ thông nên nhìn bà khổ, cực kỳ khổ luôn, sanh trong địa ngục. Thấy chưa? Bây giờ cái tâm buồn giận hận là ở trong địa ngục. Người nghe đạo xả cái tâm nó đi. Người mà buồn giận hận, đố mà có cái an tâm, không bao giờ có an tâm. Quý vị thấy những đức từ sáng tới tối lúc nào cũng vui. Là sao? Là những đức tu đến bây giờ những đức không còn buồn giận ai nữa chứ. Cái gì những đức nói thì nói, những đức không bao giờ để trong tâm buồn giận 100% luôn. Trước ngôi tam bảo 100% trước Phật Bồ Tát, con sẽ nói thật lòng là con cái gì con nói là con nói nghe thôi, chứ không bao giờ con buồn giận ai để trong tâm chứ. Không có tâm hại ai để trong tâm. Thật lòng là con người đến con người, mỗi người nhân duyên khác nhau thôi. Không có cái tâm hại ai, bỏ ai chứ. Mà từ bây giờ cho đến khi chết đi là mang một cái tâm thương người nhiệt tình, thật lòng. Vậy là tức khắc con người mình vui vẻ liền, sống tự tại liền. Mình sống với nhau như một thế giới đại đồng liền gì đâu. Hồi sáng như Đức chạy xe, tôi sắp sửa cán con trùng, thấy nó bò ngang đường. Nhưng Đức ngừng xe lại, nhưng Đức lợi như Đức nói, ở đâu mà bò lại đây? Thì nó nói là từ ở bên gốc cây kia bò qua đây. Nhưng Đức nói, gặp tôi mắt còn sáng á, chứ nếu mắt tôi mờ là tôi cán bạn chết queo. Nó nói, hồi nãy la sùm, mà thầy xem chút cán luôn. Những Đức nói, bạn còn nhỏ quá, ai mà thấy, ai mà nghe được, bạn la. Những Đức hỏi, vì sao? Thác sinh làm trùng. Nó nói rằng, keo kiệt, tham lam. Ghê không? Nó keo kiệt, tham lam, làm trùng. Những Đức nói, ủa, keo kiệt, tại sao làm trùng? Nó nói,
Mỗi lần cúng dường Tam Bảo rút từng tờ lẻ. Kinh khủng. Là cúng dường Tam Bảo rút từng tờ tiền lẻ ra, rút ra từ từ. Nên bây giờ làm chuồng bò nhít nhít. À, thì ra keo kiệt tham lam làm chuồng. Kinh chưa? Xong nhà Đức dở anh lên tay, anh nói nhẹ thầy. Người con đau lắm thầy ơi, mang cái thân này mềm mại đau lắm, thầy nhẹ nhẹ giùm. Xong nhà Đức đưa vô trong, nhà Đức để đây được không? Dạ cảm ơn thầy. Mô Phật. Mỗi một chúng sanh người ta đều có tâm cảm ơn hết quý vị. Ta đều biết rõ ràng mình giúp người ta à, rõ ràng 100% luôn. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta phải có cái tâm thiện với tất cả chúng sanh. Không có mang cái tâm hận, giận trách. Tâm lượng phải rộng lớn, đừng có keo kiệt. Nhớ cái câu, mình cho ăn thì còn, mà mình ăn thì hết à, mình cho người ta ăn thì còn, mà mình ăn thì hết. Nên mình có cái gì đồ ăn ngon mình chia cho người ta ăn đi, là mai mốt mình có đồ ăn ngon mình ăn à. Còn mình có đồ ăn ngon mình giữ mình ăn, thì mai mốt đố mình có cái gì mình ăn. Đúng không? Nên mình cái tâm phải rộng lớn. Nên chùa mình có thiếu gì không? Không, là vì sao? Vì có gì cũng đem cho người ta ăn. Nói chuyện chút xíu nè, các bạn nhỏ dưới giờ người ta chuẩn bị sầu riêng quá trời, mua quá trời mua sầu riêng luôn. Sầu riêng gì đó mà hộp. Sầu riêng riêng dạng khè là ngon, thơm. Ngồi ở đây mà nghe mùi thơm sầu riêng. Thấy không? Một bạn hai muối sầu riêng. Thấy không? Bé nào mà chưa từng ăn sầu riêng, các con hãy ăn thử đi. Đừng có nghe nó cái mùi khó ăn mà không ăn. Có những cái bên ngoài nghe khó chịu, nhưng ăn vào vô cùng ngon. Kệ có dịp các con, người ta ăn được mình ăn được, làm gì ăn được. Có nhiều đứa nít ăn được á, người ta ăn được mình ăn được. Nên từ nơi đó xuống chị em cùng ngồi ăn đồ, kết bạn với nhau. Rồi có một hai bài hát, vừa hát vừa vỗ tay. Kệ nít mà tội nghiệp nó. Vô chùa mình thương yêu, mình lo lắng. Rồi bữa nay mai về Đức chiên bánh xèo cho ăn nữa. Nó làm này làm kia cho nó ăn. Mình nhiệt tình, mình lo cho các cháu. Nên mỗi một con người mình tu hành nhớ câu nghe, không có buồn giận ai để trong tâm. Bà thoát này bà, trong mấy cô sao lọt mình bà ra. Buồn chi? Buồn chi cho người ta khí. Mấy đứa nít, nít mà sao nó buồn nhiều dữ vậy trời. Đúng là rõ ràng chùa mình nghe đạo với nó cởi mở tâm tư nghe quý vị coi. Hồi nãy con nít nó đưa tay lên đâu cả trăm đứa, đưa tay lên buồn giận người ta. Trời, con nít con noi mà sao buồn giận trời. Nít con noi miệng còn hôi sữa, vì mà buồn giận người ta mới ghê chứ. Hồi mấy bà nhóc nhen này sao ngộ ghê, nhóc xíu xíu mà sao buồn giận dữ vậy. Chùa người ta nguyên một ề đông gì mà không ai đưa tay. Có ông bà vậy mà mấy nhóc nhen đưa tay sùm. Buồn giận. Nghĩ buồn giận nghe, buồn giận lớn không nổi. Mặt mày già chát. Buồn giận là cái mặt già đó. Nó nặng ra mụn không. Ừ. Con người mình buồn giận người ta là cái mặt mình sạm đó. Và con người mình nó tót ra mùi xám xịt. Còn con người mình mà quan hệ vui vẻ niệm Phật là ánh sáng soi rọi. Nhìn quý thầy chùa mình không? À, nhìn bên đây bà sư cô mới đụng hết chân răng mà nhìn bà còn hảo tướng chứ. Đây nhìn mấy cô mình sáng sủa chưa? Nó sau lưng nhìn mấy bà ngồi xe lăn mà sáng vô cùng. Đó. Nên mấy đứa nhỏ không có buồn giận người ta nghe con.
Ủa, tôi đâu có ngờ con nít mà sao giận hờn dữ vậy chợ. Tàn là nhờ giả người ta mà buồn giận. Ở đây có đứa nhỏ nít nào giận như đứa con đưa tay anh coi. Giờ tôi làm gì giận tôi chợ. Có một đứa tôi làm gì buồn tôi. Vô đây tôi đổ bánh xèo cho ăn, mua sầu riêng cho ăn, mua nho mỹ cho ăn mà giận tôi là giận cái gì? Không biết làm gì giận nữa nghe. Cái này chắc giận nhiều đời nhiều kiếp, giận hơn vu vơ. Thấy không? Đụng ai cũng giận. Mà ít con đứa. Mà chắc nghe lộn hay sao chứ giận tôi cái gì? Thấy không? Nên tuyệt đối tất cả những người nghe đạo tu muốn cầu sanh cực lạc, tuyệt đối không có buồn giận ai. Không có để trong tâm những thứ này. Thứ này bị xóa sổ. Dù người ta đối xử với mình tệ bạc cỡ nào, mình nghĩ tôi muốn về cực lạc. Muốn về cực lạc mà buồn giận nó nghịch lại đó. Địa ngục nó nghịch lại đó. Muốn về cực lạc mà tham nặng, quỷ nó nghịch lại đó. Mấy đứa nhỏ nào mà buồn giận cha mẹ mà bắt hiếu cha mẹ đó nghe, là ma nó phái mấy đứa đó lắm. Vì biết á, ma còn gọi là gì? Là buồn khổ. Mà giận là buồn khổ, trách cha trách mẹ là buồn khổ, đúng không? Như vậy thì con người đó cảm với ma. Nên ma nó thường đi kiếm mấy cái đứa nít mà giận người, giận cha, giận mẹ. Bây giờ từ hôm nay, bữa nay trước ngôi Tam Bảo đưa tay lên là con hứa từ hôm nay con không giận ai nữa, để cho ma tránh coi. Đứa nào buồn giận thật lòng đưa tay lên hết nè. Để mà tôi trước Tam Bảo tôi nói là không có con ma nào tìm chứ. Đưa tay lên. Rồi. Rồi hứa từ hôm nay không buồn giận nữa nghe. Dạ lớn lên. Thôi giờ nó còn nhỏ, nó không biết. Nó lỡ buồn giận ngoài đời. Bây giờ nó vô chùa nó nghe đạo nó hiểu rồi. Thôi mấy bạn ma đừng tìm nó nghe. Trước ngôi Tam Bảo xin sám hối thay mấy bé. Và đem cái phước báo hồi hướng cho các con. Mong các con từ hôm nay cái tâm không có buồn giận ai chứ nha. Con nít mà buồn giận người ta là ma nó tìm. Tại nó phù hợp cảnh giới. Mình thường buồn người ta là mình ưa ngồi góc này góc kia chỗ tối tối không à. Hoặc ngồi công viên một mình, hoặc ngồi bãi biển. Nên ma thì nó tìm mấy người vậy đó. Chứ cái người vui vẻ là thằng sắc nó sáng, phước báo lớn, ai mà tìm. Hiểu không? Nó cảnh giới của hương linh mà tìm là toàn là tìm cái người buồn giận không đó. Nó nhớ đó. Nên nó nghe rồi, nghe hứa với tôi không có buồn giận ai nữa đó nghe. Mà trách hờn cha mẹ là bữa nay ở đây nghe gì, mai mốt về nhà là xin lỗi cha mẹ. Con nghe thầy dạy rồi, từ hôm nay con không dám buồn giận mẹ đâu. Bởi mẹ la con cái mặt con còn chầm dầm dầm, mặt con sụ xuống cái mỏ con chu ra. Nó cầm nó bấm điện thoại vậy nè, bấm mẹ kêu con ăn cơm, con ăn cơm con. Nó làm gì đó. Mẹ kêu ăn cơm, nó cầm điện thoại bấm làm... Mấy nhỏ gác kỳ cục cái chỗ cháu. Thấy không? Từ hôm nay mà không bỏ cái tính này là tiêu đời. Không có giỡn đâu. Thấy không? Nó sửa liền, đi vô chùa nghe rõ ràng. Cái quả báo này ghê lắm. Cự lại cha mẹ, nạt cha mẹ, hỗn với cha mẹ là chết xuống âm phủ. Cắt cái môi, cầm cái kéo bén vậy, đưa ngang miệng, cụp 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 cụp. Kêu le lử ra, cầm cái lưỡi câu sắt móc vô cái lưỡi, kéo dài ra, rẹt đứt cái lưỡi. Kinh lắm. Cái này là 100% trong quả báo, trong nhân quả ba đời. Còn gặp người ta lễ Phật mà cười chê người ta là bị lưng gù. Còn cái nơi nào thờ Phật Bồ Tát mà ăn thịt xong mùi lên là bị ghẻ chốc. Thấy chưa?
Nhân quả ba đời trong kinh đó bị coi phải không? Đó nên đó, mình hiểu được định lực nhân quả tuyệt đối, không có buồn giận hận trách ai, nhất là mình là người niệm Phật, nhớ Phật niệm Phật, xả đi cái tâm đó để cầu sanh cực lạc. Niệm niệm chỉ có sanh cực lạc, mang một cái tâm an lạc vui vẻ để sống trong cuộc đời, dĩ quá đặc biệt rồi. Hồi chúc đại chúng an lạc nha. Ai về đầu Phật. À, buổi nói chuyện chúng ta nó có nhiều cái lợi ích cho chúng sanh được nghe lắm quý vị. Nguyện đem cái công đức thù thắng này, nguyện hồi hướng cho chư tăng ni và toàn thể đại chúng, đại chúng ai cũng khỏe mạnh, ai cũng vui vẻ, hoan hỷ, và đem công đức này đều hồi hướng cho tất cả quán thân trái chủ trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đều nghe Phật pháp, biết tu hành để cầu sanh cực lạc. Chúng ta cũng quên đem cái công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Nguyện Chủ, vì nhờ Ngài xây chùa mình mới có chỗ này mình ngồi nghe. Nên là tất cả chúng ta dù là Hòa Thượng ít qua đây, nhưng mình phải nhớ cái ơn Hòa Thượng xây chùa cho chúng ta ở nghe. Chúc đại chúng luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.